Kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, để bắt đầu cho buổi lễ bế mạc ngày hôm nay, chúng tôi xin mời bốn bạn đạo của bốn châu sẽ lên đây trình bày cảm tưởng. Trước nhất xin mời bạn đạo xa thiệt xa, đó là Á Châu, anh Cao Phước Còn. Xin mời anh Còn. Kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy, kính thưa ban tổ chức và kính thưa toàn thể quý bạn đạo Nam Châu. Phước Còn xin phép được thay mặt bạn đạo quê nhà Việt Nam. Trước tiên kính chúc toàn thể quý bạn đạo có mặt ngày hôm nay, cũng như là không có duyên được về đây xung về trong cái đại hội kỳ thứ 30, chí tâm tự thức được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc và dũng tiến trên bước đường hành trình trở về nguồn cội. Tiếp theo Phước Còn xin phép được ngâm bài thơ nhớ ơn thầy trước khi chia tay. Thì chúng ta trước đó những ngày mà chúng ta chờ đợi sum vầy trong cái đại hội thì hôm nay thấm thoát, chúng ta chỉ còn ngày mai là chúng ta đã chia tay rồi. Thì cái công ơn của Đức Thầy chỉ như trời biển, bao la vô cùng tận và không bút mực nào nói lên hết cho được. Hôm nay để tỏ lòng biết ơn này, Phước Còn xin phép được ngâm và tặng các bạn bài thơ. Nếu có những gì sơ sót, mong tất cả các bạn hoan hỷ, tha thứ và bỏ qua. Ngọc Sương từ Úc Châu. Đức Thầy,
Kính thưa các bạn đạo, tôi thật là cảm động khi được phép lên đây để nói đôi lời cảm tưởng trong cái ngày bế mạc đại hội. Ngày hôm qua đó, lúc mà tôi dự cái cuộc bỏ phiếu giữa Cali và Houston để giành tổ chức đại hội năm 2012, thật sự với các bạn là tôi muốn lên sân khấu dữ lắm. Tại vì tôi dằn không được cái niềm sung sướng của tôi. Tôi không hiểu sao mà các bạn lại có thể dành với nhau mà tổ chức một cái cuộc lễ ban đem hạnh phúc lại cho tất cả mọi người mà lại bất vụ lợi. Thật sự là ngày xưa đó, đi đại hội không có cái cảnh đó. Tại vì bầu bán trong bí mật, không có cái sự mà diễn ra trước mặt để cho tất cả đều biết. Mà ngày hôm qua thì cái sự thật đó nó được phơi bày một cách rất là tốt đẹp mà rất là cảm động. Cho nên hôm nay tôi muốn nói đôi lời, chia sẻ với các bạn về niềm hạnh phúc của tôi khi mà dự đại hội năm 2011. Tôi thật là bất ngờ sau 10 năm vắng bóng. Ngày hôm nay tôi đến đại hội thì tôi nhìn thấy các bạn tươi sáng, rực rỡ, mà cái tình thương yêu đó nó kết chặt. Và tôi cảm nhận được cái sự gắn bó rồi hạnh phục vụ của ban tổ chức, nhất là trong cái vấn đề mà học đạo. Tôi tâm đắc đắc nhất là chương trình chân ngôn của Đức Thầy. Bởi vì chân ngôn của Đức Thầy cho riêng mỗi người đó, mà khi thổ lộ tâm sự ra thì mình mới thấy là Thầy thương yêu riêng mỗi một người, thương yêu một cách thật là chí tình. Thành ra tôi thấy là cái chương trình tu học năm nay đầy đủ, dạy rất là nhiều cái hay. Trong cái chương trình mà vấn đạo tu học rồi ôn lại pháp lý, thì từ xưa tới bây giờ có đôi lúc chính cá nhân tôi hành pháp công phu cũng không có được rõ ràng. Nhưng mà dự đại hội kỳ này, tôi ngồi tôi lắng nghe thì tôi mới biết được những cái sơ sót của mình trong cái soi hồn, trong cái thở pháp luân và trong những cái câu nguyện. Cái điều đó giúp cho bạn đạo cũng như giúp cho cá nhân tôi rất là nhiều. Nói tóm lại là mỗi một lần đi dự đại hội, đã được đi chơi, được ăn diện quần áo giống như là một năm trời tu học, rồi có được dăm ba ngày mà vui vẻ trong thanh tịnh, được gặp các bạn bè, rồi lại được học đạo. Tôi nghĩ là cái pháp vô vi của mình tuyệt vời, không biết phải nói cái gì. Bây giờ thì trước nhất là dĩ nhiên là phải cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn rất nhiều rất nhiều, đã cho tôi những ngày rất là hạnh phúc. Thứ hai nữa là cảm ơn tất cả các bạn, là bởi vì ban tổ chức muốn tổ chức mà không có bạn đạo đi dự thì làm gì mà thành hình một cái đại hội. Thành ra cũng phải cảm ơn tất cả các bạn. Và năm sau ở Cali, cá nhân tôi đó thì tôi bỏ phiếu cho Houston, tôi không có bỏ phiếu cho Cali. Thật ra ban đầu đó thì tôi cũng có nghe người ta nói là những cái gì lợi, cái gì hại, cái gì vui, cái gì không vui của hai bên, thì mọi người cứ biểu bỏ cho Cali, bỏ cho Cali. Nhưng mà cuối cùng thì tôi thương cái chị gì đó, cái chị gì mà chị đứng chị phát phiếu ngay cửa đó. Chị nói với tôi là miễn phí hết, miễn phí hết. Không phải là tôi tiếc tiền, mà tôi cảm được cái tình yêu của chị đó. Tôi cảm được những người bạn đạo Houston, nhất là anh Hiếu, anh lên anh nói là anh chấp nhận thua cuộc. Tại vì Cali đó là độc cô cầu bại đó, không thể nào bại được trong cái trận đấu này. Trời ơi, sao thấy thương quá vậy? Tại sao có ông hội trưởng dễ thương như vậy? Mà quý vị biết tụi tôi ở bên Úc Châu tội nghiệp lắm. Quý vị biết mà, làm cái gì cũng không được hết á. Thiền viện cũng không có. Thậm chí bây giờ thiền đường thì chỉ còn có Sydney là có thiền đường thôi. Melbourne không có, Melbourne chỉ có nhà của anh chị Lẹ.
ra tay tế độ để mà giúp đỡ cho bạn đạo hai tuần một lần, nhưng mà cũng không có đăng ký chánh thức với chánh quyền là thiền đường. Chúng tôi còn sót lại cái thiền đường duy nhất ở Sydney là thiền đường Dũng Chí, mà quý vị biết lèo tèo ế lắm, ế như chợ chiều vậy đó. Mỗi chủ nhật đó, xong chủ nhật này rồi đó thì phải hô hào lên, tuần sau ai muốn ăn cái gì, muốn ăn bún mắm hay là bún bò Huế. Thậm chí mình đi tu mà phải đem đồ ăn ra dụ để cho họ vui họ đi, chứ thôi rồi họ buồn họ không đi. Trời ơi khổ lắm bạn, mấy bạn ơi. Rồi thầy thương, thầy dạy từ kinh A-di-đà, rồi tịnh khẩu, đủ thứ bài bản hết. Mà Út Châu cũng ngóc đầu không nổi. Cái đó không biết là Út Châu dở hay là Út Châu quá giỏi, tu quá hay, cho nên thanh tịnh, không thèm làm gì hết. Phải không các bạn? Đôi khi mình tự hỏi, có phải mình quá dở không? Hay là mình quá hay? Bởi vì cái đường đạo nó chỉ có trên với dưới, nó không có lững lững. Nó không thể nào lững lờ được. Một là lên mà hai là xuống. Vậy bây giờ Út Châu xuống hay lên? Mà tại sao 30 năm rồi Út Châu tổ chức không thành một cái đại hội? Rồi năm nay đi đại hội gặp các bạn cứ hỏi tại sao? Tại sao Út Châu không tổ chức? Trời ơi bây giờ tôi phải kiếm thầy để tôi hỏi thầy ơi tại sao? Chứ tôi cũng không biết làm sao để trả lời. Thiệt là thương, thiệt là muốn làm để mà gặp các bạn mà không được. Và để tốn nhiều thì giờ của ban tổ chức của anh Hiếu anh Đình tới rồi. Thành ra cho nên thôi, những lời cuối cùng, năm sau 2012, 300 bạn đạo hiện diện ở đây. Lê Thị Ngọc Sương rất là muốn gặp trước nhất là 300 bạn này, rồi thêm những bạn ở nhà nữa. Và xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị Sương. Sau đây chúng tôi xin được mời anh Đỗ Thành Thi của Mỹ Châu. Kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo thân thương. Hôm nay là ngày bế mạc của Đại hội Trí Tâm Tự Thức lần thứ 30 của Khổ Vô Vi chúng ta. Trong thời gian một tuần lễ ở đây, chúng tôi hết sức rất là vui vẻ, hăng hoan vì đã thấy được những vị tu phát biểu những ý kiến rất là hay, nhất là những bạn trẻ hôm nay hiện diện rất là đông và quyết chí tu, gạt bỏ những đam mê ở ngoài đời vào đường đạo. Chúng tôi thấy cảm kích vô cùng. Và hôm nay nhân ngày bế mạc, chúng tôi xin phép nói tóm tắt vì ban tổ chức cũng có cho chúng tôi thời gian hạn hẹp, cho đó chúng tôi xin tóm tắt. Chúng tôi xin phép được nói lên con người tu của chúng ta. Trong người nó có hai phần, thể chất và tâm hồn. Muốn hai phần đó được tốt đẹp và tinh tấn, chúng ta phải thực hiện, thật sự làm. Thứ nhất là về thể chất của chúng ta. Thể chất chúng ta được cấu tạo, duy trì và phát triển là nhờ thức ăn, thức uống và hơi thở. Nhưng chúng ta nên chọn thức ăn nào thích hợp cho cơ thể chúng ta. Đó là điều chúng ta nên để ý đối với những người tu vô vi chúng ta. Nếu chúng ta thật sự tu, tu để về cõi thanh tịnh, chúng ta nên chọn món ăn tinh khiết hơn. Thưa quý vị, nói rõ hơn, đó là ăn chay. Tốt nhất, thanh lọc bản thể qua hình thức ăn chay là tốt nhất. Vô Vi, thầy không bảo tất cả nhưng mà đạo Vô Vi là ăn chay, nhưng mà ông đã nói rằng nó tu thời gian rồi nó sẽ ý thức được tự ăn chay mà thôi. Thì nói tóm lại, chúng ta thực sự muốn tu, cảm tưởng của tôi là nên ăn chay thật sự, niệm Phật và hành thiền. Và vấn đề cảm tưởng chúng tôi là thấy vấn đề hành thiền thì vẫn còn một số bạn đạo rất là thắc mắc, do đó nên coi băng thầy và
nghe băng thầy những lời giảng của thầy. Do đó nói tóm lại, muốn về Việt Nam cũng như muốn dự đại hội Long Hoa thì ăn chay niệm Phật hành thiền. Xin chấm dứt. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn thầy. Và sau đây chúng tôi sẽ được mời chị Lê Thị Jacqueline ở Âu Châu. Dạ, xin đảnh lễ Đức Tổ Sư và xin đảnh lễ Đức Thầy và xin kính chào các quý bạn khắp Nam Châu. Hôm nay tôi lên đây để nói lên cái cảm tưởng của mình lần đầu tiên mà tới được ở đây để mà gặp được các bạn, các bác ở đây thật là vui vẻ. Và tôi không có, tại vì hôm nay thấy là tại vì mình có cảm tưởng là mình hết sức là vui khi mà được tới đây để dự một cái đại hội, gọi là một cái đại hội tâm linh. Thành ra tôi thấy rất là vui vẻ và các bạn hết sức là săn sóc và đón tiếp rất là hết sức là nồng hậu. Vì vậy mà tôi cũng thức rất là vui và xin chưa bao giờ mà được học hỏi, học đạo giống như ở đây đã được học hỏi và hiểu được tất cả, được rõ ràng. Thành ra tôi cũng lần đầu tiên, thành ra tôi cũng hơi sợ, tại vì đây là lần thứ ba tôi lên và lục căn lục trần trong này nó cũng còn rung, thành ra nói nó hơi rung. Mà đây tôi cũng thành thật là cảm ơn ban tổ chức đã chu đáo lo cho cái buổi đại hội rất là tốt lành và tôi được hưởng một cái vui vẻ của trong đại hội và học hỏi rất nhiều. Tôi cũng thành thật cảm ơn ban hội trưởng. Rồi, xin cảm ơn chị. Dạ, kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy và kính thưa quý bạn đạo. Thì đại hội cũng còn vài phút nữa là chấm dứt rồi. Thì bây giờ phải bàn giao cái công tác này cho người kế tiếp, địa phương kế tiếp lên đây. Xin mời chị Quyên lên đây. Và tôi sẽ bàn giao lại cái tên của đại hội và cái bài thơ của đại hội và nhờ chị Quyên thông báo luôn. Dạ, kính thưa quý bạn đạo, cái tên của đại hội Vô Vi Quốc tế kỳ 31 sẽ là Chung Vui Hạnh Ngộ. Chúng ta có bốn câu thơ Đức Thầy để lại cho chúng ta là: thực hành nguyên lý niệm Nam Mô, giải bỏ trần tâm chẳng tạo mồ, thức giác chính mình là nguyên lý, bình tâm học hỏi tự mình vô. Và xin hẹn quý bạn đạo vào năm 2012. Dạ, xin mời chị Quyên nhận lãnh nhiệm vụ này đi về chị. Sau đây em xin kính mời anh Bảo lên gửi lời cảm ơn đến các ban làm việc. Dạ, kính thưa quý bạn đạo, thì trước khi cảm ơn các ban làm việc thì cũng nói kể sơ về những cái công chuyện mà trước khi mà chúng ta đến đây thì nó có rất nhiều chuyện nó xảy ra. Sau khi mà bầu xong đại hội ở Âu Châu kỳ năm ngoái ở tại Mỹ thì về là chúng tôi phải bắt tay vô làm việc liền, lo tìm kiếm những du thuyền nào mà có thể thích hợp cho bạn đạo. Trước nhất là phải có cái phòng họp mà có khả năng chứa trên 400 bạn đạo, thì cái chuyện đó cũng là một cái chuyện khó rồi. Cái thứ nhì, phải tìm cái chuyến nào mà nó đi theo cái hành trình mà chúng ta muốn, là cũng như đi Tây Ban Nha, đi Ý, đi Pháp, thì đó cũng bị giới hạn thêm một cái nữa rồi. Về vấn đề thời điểm thì chúng ta muốn vào khoảng tháng 9 cho cái giá nó được rẻ thì cũng bị thêm một cái giới hạn nữa rồi. Và muốn chiếc tàu nào mà nó tốt, mà nó to, mà nó rẻ nữa
Thành ra rốt cuộc chỉ còn có cái chuyến này là giá rẻ, mà nó đúng ý chúng ta, đúng cái thời điểm chúng ta. Nhưng mà lại gặp một cái khó khăn khác là chuyến tàu này, cái điểm chánh, cái bến chánh của nó là tại Malaga. Nó có thể cho cái bến nó rất là lớn, cho lên tới 2.000 người được. Lúc đó mới biết là ở Valencia cái giá nó rẻ hơn ở Malaga. Chúng tôi không muốn mua ở Malaga, tại vì mua ở Malaga cái giá nó mắc hơn, mà các bạn đạo đi máy bay tới còn xa hơn, còn tốn tiền hơn nữa. Chỉ muốn ở Valencia thôi, nhưng mà muốn Valencia nó nói bây giờ cái số phòng rất là giới hạn, không biết có đủ cho bạn đạo không. Thành ra với chị Mai thì ban tổ chức rất là làm việc rất là mau lẹ, là phải tranh thủ thời gian làm sao làm cho kịp, tại lúc đó nó cũng cận ngày rồi. Tại vì khi mình muốn giữ chỗ trên tàu thì phải giữ trước cả năm thì mới được, rất là cực nhọc. Nhưng mà mình làm việc tâm linh thì thế nào cũng có sự thử thách và có sự giúp đỡ, cái đó nó luôn luôn nó đi đôi. Thành ra rút cuộc cũng được, tranh giành rất được. Thành ra lúc đó mới yêu cầu các bạn đạo là ghi danh cho mau, đặng chúng ta giữ được những cái phòng đó cho lẹ. Rồi tại vì sau đó chỉ cần có một tuần, hai tuần sau là nó lên giá nữa rồi. Thành ra cũng may là chúng ta đã ghi danh kịp rất là nhiều, cho nên chúng ta mới được cái giá hạ như vậy. Thành đó là cái khó khăn của cái bàn mà đi đó thương lượng và ghi danh. Có nhiều cái tổ chức trên tàu, nó có nhiều cái rắc rối khác ở trên bờ. Chúng ta có những cái thoải mái khác, nhưng mà cái sự tổ chức nó khác biệt nhiều lắm. Có nhiều cái chi tiết mà chúng ta phải lo và thu xếp. Cho nên đó cũng nhờ chị Mai, chị cũng quen cái vấn đề đó, chị lo cái vấn đề đó. Thành ra cũng gây go lắm, chứ không phải mà đơn giản mà có một cái đại hội cho chúng ta ngồi ở đây. Và trước tiên thì tôi cũng xin cảm ơn chị Mai. Xin mời chị Mai đứng dậy. Và sau đó xin mời ban ghi danh, xin mời các bạn ở trong ban ghi danh đứng lên, tại vì các ban ghi danh cũng phải lo ghi danh thu xếp rất là nhiều. Xin mời các bạn đứng lên và cho một tràng pháo tay cho ban ghi danh. Ban ghi danh cũng cực khổ lắm, tại vì có ghi tới rồi ghi lui, rút ra rút rô, thay đổi thì liền, thành ra phải thay cập nhật quá liền, thành ra cái gì lo thu tiền rồi đủ thứ chuyện hết, nhắc nhở rồi đủ thứ hết. Rồi sau đó là phải gần tới đại hội là phải làm cẩm nang rồi làm ấy đủ thứ hết. Và ban tiếp tân, dạ xin mời ban tiếp tân đứng lên. Dạ các bạn đạo, trong ban tiếp tân thì tới đây trước, đến trước các bạn vài ngày để lo mấy cái thẻ cho các bạn, lo đủ thứ hết, sắp xếp chìa khóa phòng ốc đồ đủ thứ hết. Xin cảm thành thật cảm ơn ban ghi danh và ban tiếp tân. Và năm nay ban kỹ thuật cũng cực khổ lắm, tại vì mang máy móc từ ở bên Mỹ đem qua tới bên này thùng vậy mà đâu có gửi được, là phải sợ nó hư nó mất, thành ra phải khiêng. Khi mà đến bến tàu là phải lo phụ nhau khiêng để đem ra lên xe bus, đặng đem lên tàu xách tay không à, cũng cả chục thùng vậy đó, cực khổ lắm. Đem đi máy bay từ bên Mỹ qua không biết bao nhiêu chặng. Xin thành thật cảm ơn ban kỹ thuật. Và ban kỹ thuật cũng lo thu hình âm thanh cho chúng ta trong mấy ngày hôm nay cũng rất là cực khổ, lúc nào cũng phải có mặt đó. Và trước khi lên tàu thì ban kỹ thuật cũng học bài bị mấy cái máy quay phim đi qua bên đây mà quên xin phép bên này thì nó tịch thu. Bữa đó là ngày thứ sáu rồi, nó nói bây giờ tịch thu rồi, bây giờ nếu mà không có sự chấp thuận của ông sếp thì nó giữ luôn. Thì nó mới nói là bây giờ mà cái hồi mình muốn liên lạc với ông sếp thì ông sếp chiều thứ sáu đó ông nghỉ, thứ hai ông mới đi làm lại. Thành ra chủ nhật thì chúng ta lên tàu rồi. Thành ra lúc đó ban kỹ thuật, ban tổ chức cũng hơi lo. Nhưng mà bây giờ chuyện thế gian ngoài tầm tay của mình thì chỉ có Thượng Đế thôi, chỉ có Thầy thôi.
thì biết kêu ai giờ thì kêu thầy. Thì chúng ta ở đây có những chuyện chúng ta làm được, và những chuyện nó ngoài khả năng của chúng ta. Ngoài khả năng của chúng ta là khả năng của Thượng Đế. Mà ở đây chúng ta là đại hội tâm linh, là do thầy, do chư Phật, chư Tiên hỗ trợ mới hình thành. Thì mình biết kêu bên trên thôi. Thì tự nhiên mình cũng nhờ chị Mai liên lạc với người trưởng ở trong khách sạn, họ cũng giúp mình, họ cũng cố gắng kêu. Thì cũng may làm sao mà anh Ái, anh quên cái lúc mà anh bị bắt, anh quên cái passport quải, anh chạy ra phi trường, anh sẵn có mặt nó đó luôn, mới chạy vô hỏi. Chạy vô hỏi thì lúc đó tự nhiên nó nói là bây giờ cho phép là thì các bạn thấy rõ là cái sự quyền diệu của một cái đại hội tâm linh. Nó có những sự sắp xếp, những thử thách vẫn luôn luôn có, những khó khăn vẫn có, thử cái sự thanh tịnh của chúng ta. Và lúc chúng ta tính làm sao, đồng loạn như thế nào, có thanh tịnh mà để chuyển ý lên bề trên hay không. Và cũng may lúc đó tất cả đều rất là thanh tịnh, chỉ lo niệm Phật thôi. Tại vì chỉ còn có cách đó thôi à. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ có cái niệm Phật thôi. Thì đi xe ra phi trường thì tự nhiên cái đầu nó rút thì cứ niệm hoài. Niệm tới lúc gặp hẳn cho mừng quá. Mà nó bây giờ muốn lấy hàng á, là phải trình cái giấy lên tàu. Chứ chà, anh không biết cái giấy lên tàu bỏ đâu. Cũng may sao anh Ái bỏ cái giấy lên tàu trong cái thùng á. Nên nói giờ giấy tôi trong cái thùng á, cho tôi vô lấy đi. Sẵn vô lấy cái thùng đó, xong xách đồ ra. Các bạn thấy quyền diệu không? Đó là nên những cái thử thách đó. Cái đại hội nào nó cũng có những thử thách hết. Nhưng mà mình phải giữ thanh tịnh để vượt qua. Đó. Và ban trật tự thì xin các bạn trong ban trật tự giúp trật tự và thu xếp mọi chuyện. Thì xin các ban trật tự đứng lên. Xin cảm ơn ban trật tự. Và cũng xin cảm ơn ban trang trí đã lo những cái logo, những cái bình bông phải lo đặt trước, những mâm trái cây. Thì muốn suy nghĩ ra một cái logo như vậy thì cũng phải tính tới tính lui, thử tới thử lui nhiều lần nó mới ra được một cái logo như vậy. Thì cũng anh em cũng bàn tới bàn lui đủ nhiều ngày nhiều giờ nó mới ra như vậy, và phải in tại Mỹ và bỏ vô vali xách qua đây. Và xin cảm ơn ban trang trí. Và cũng xin cảm ơn anh Thái Hoàng Long hôm nay ngồi dưới lo thông dịch. Ở trên này nói cái gì là anh phải dịch cái đó. Nghĩa là anh Long là theo tôi thấy là anh nói nhiều nhất ở trong cái đại hội này đó. Tại ai nói câu nào anh phải nói câu đó. Tôi thành thật cảm ơn anh Long. Và sau cùng là ban chuyển vận. Và xin mời các bạn đạo đã giúp trong ban chuyển vận đứng lên. Dạ, xin thành thật cảm ơn các bạn chuyển vận đã túc trực tại phi trường và đã lo hướng dẫn cho các bạn đạo về tới Oten, và lo chuyển vận cho bạn đạo từ Oten cho tới bến tàu, và lo xách vali cho bạn đạo thảy vô thùng. Để tất cả những chuyện đó là do sự phát tâm của các bạn đạo mà hình thành. Thì tự nhiên tới đó mọi người mở nhường tay thì công việc nó xong. Và sau cùng là còn một cái ban nữa là rất là quan trọng. Cái đó là cũng như cho vô ban chuyển vận luôn. Lúc chuyển vận đi chơi tour luôn á, cũng xin cảm ơn các bạn để làm trưởng toán tour đó, dắt đi cái đó cũng cực lắm, biết tại sao không? Tại vì đi cũng như đi xuống thế gian vậy, bị mê hồn trận nó đi lạc nó khác. Thành ra mấy anh mà trưởng toán là phải đi hốt về. Thành ra phải nhẫn nại mà cũng phải giữ sự thanh tịnh để bắt chờ mà, phải nhẫn. Lúc đó là nhẫn dữ lắm. Đi lo, vừa lo lo luôn, đi kiếm rồi lo tìm về, thành ra mỗi lần đi thả ra ngoài vậy là cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà phải đi chơi thì phải chịu vậy thôi.
Mình thật cảm ơn các anh đã trưởng toán đi tour. Và còn một ban nữa. Thế đó là ban này nó cũng rất là quan trọng, là tất cả các bạn đạo ở đây đã đến để tham dự. Và xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn đã đến đây tham dự đại hội kỳ này. Nếu mà không có các bạn thì không có được cái đại hội kỳ này, thì ban tổ chức có thì cũng đứng đây mình thôi. Dạ, xin thành thật cảm ơn các bạn. Xin các bạn cho các bạn một tràng pháo tay. Và ban tổ chức cũng xin quý bạn, thì trong cái tổ chức nào nó cũng có nhiều sơ suất, tại vì nhiều chuyện phải làm quá, thế nào cũng có sơ suất, thì xin các bạn đạo nhân tình tha thứ. Và sau đây xin mời ban kỹ thuật chiếu cái video của Đức Thầy để bế mạc đại hội. Mấy ngày chung họp hòa bình, huynh đệ tỷ muội gặp nhau vui mừng. Trở lại những cảnh sống vui tươi, sống động trong tự nhiên và hồn nhiên. Đêm đêm nhảy đầm vui. Người nặng ký cũng thành từ trở nên nhẹ ký, nhảy lung tung. Vui vô cùng là thấy. Tình trời là vô cùng mở rộng, mà tâm thức của chúng ta còn keo kiết nữa thì tự khép mình mà thôi. Với cái dịp này các bạn đã học hỏi không ít. Chung vui thì chúng ta mới đạt được thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội chung vui, thương yêu xây dựng lẫn nhau, tay bắt mặt mừng. Nam phụ lão âu đều vui. Ý thức được pháp vô vi là cứu khổ ban vui. Chúng ta đem đem tu giải được trượt là chúng ta cứu khổ ban vui. Cho nên tâm thức của chúng ta sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Anh em gặp nhau muốn ôm nhau nhảy múa cho vui, và tối về thanh tịnh tự cứu phần hồn càng ngày càng sáng suốt. Đời là tạm, thật sự là tạm, chính xác của chúng ta cũng là tạm. Mà không hay, chúng ta không còn sự tranh chấp, sự danh dịch. Chúng ta không có địa vị. Trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta đã có vị, có địa vị thanh nhẹ trở về cội ngôi rồi. Người nào mà chịu thực hiện tự nhiên và hồn nhiên sẽ trở về với thanh nhẹ, trở về ngôi. Chúng ta có gốc gác, chứ không phải là chúng ta là một người ôm một cái xứ nhỏ hẹp như vậy. Chúng ta không làm. Chúng ta vô trở về cái gốc gác thanh tịnh, sáng tỏa muôn đời, chúng ta mới chịu đường, kiếm đường tu, mới thấy rõ con người đến đây để làm gì, rồi sẽ về đâu. Nhận lãnh những sự kích động và phản động mới sáng tạo được cái nguồn sống, khai triển tâm linh tới vô cùng. Cho nên nhiều người cứ ôm một đường lối kẹt, không có lối thoát. Từ trẻ thơ đi học cho khổ, lớn làm đủ chuyện tranh chấp, tới già rồi không lối thoát, bệnh hoạn không ai cứu, không biết cái nguồn sống từ đâu và sẽ về đâu, lúc chết sẽ về đâu. Người tu vô vi biết tôi nguồn sống từ tam tập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, tôi phải trở về với sự thanh nhẹ vô cùng của đấng tạo hóa mới thật sự là con người hiên ngang giữa càn khôn vũ trụ, dấn thân trong chu trình tiến hóa vô cùng, mới có cơ hội tận độ quần sanh tại thế. Quý vị không có phải là đồ bỏ đâu, quý vị là có khối óc, tức là một sự quý giá của Thượng Đế, một nhân lành của Thượng, của Đấng Toàn Năng. Chứ quý vị không phải là tham dâm như con thú đâu. Quý vị có một cái óc sáng tạo rõ ràng. Mọi người đều có cái óc sáng tạo. Qua cơn khổ chúng ta, chúng ta có cái óc sáng tạo và xây dựng cho chung. Và ngày hôm nay chúng ta mỗi người bằng lòng tu sửa lấy chính mình, mỗi người đóng góp một phần
chúng ta mới thành ra một khối vô vi thanh nhẹ, khai mở tâm thức, chung vui hòa bình cho toàn cả địa cầu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Và chúng tôi xin tuyên bố bế mạc hôm nay và chúc các bạn thượng lộ bình an, sẽ về sẽ đem kỷ niệm tốt đẹp hùng vĩ của trời đất và khai thác cái tiểu thiên địa hùng vĩ của trời đất, tinh vi của trời đất đã sắp đặt. Chúng ta thanh tịnh sẽ đạt tất cả. Các bạn thanh tịnh, các bạn sẽ có tất cả và các bạn không bao giờ mất, luôn luôn sống trong sự an nhiên, thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn các bạn. Sau đây chúng tôi xin được mời anh Quỳnh Minh Bảo lên đọc diễn văn bế mạc. Dạ kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy và kính thưa quý bạn đạo. Với sự ban chiếu của Đức Tổ Sư, Đức Thầy và chư vị bề trên, chúng ta đã được cộng hưởng những giây phút thanh nhẹ trong 7 ngày Tết vô vi. Thuyền đã đưa chúng ta đi du ngoạn nhiều nơi và chúng ta đã được phục vụ trong vòng trật tự. Tình trời đã thể hiện qua cộng đồng nhân sinh sống chung trên quả địa cầu, ban cho chúng ta những cơ hội chung vui để thức tâm, thấy rõ sự xây dựng cho chung là cần thiết. Rồi đây, chúng ta sẽ tạm biệt sau những ngày chung vui hội ngộ. Chúng ta sẽ trở về địa phương, tiếp tục hành trình tiến hóa trong môi trường do Thượng Đế ân ban. Mỗi lần tham dự Đại hội Tâm Linh, chúng ta lại được cơ hội tiếp thu ân điển của bề trên ban chiếu. Chúng ta sẽ mang theo hành trang này và tiếp tục xây dựng cho chính chúng ta và mong có cơ duyên đóng góp cho những người kế tiếp. Những lời giảng dạy của Đức Thầy vẫn còn đó, luôn luôn nhắc nhở và giúp chúng ta mau tiến hóa cho kịp tàu. Nhớ đến công ơn cao sâu của Đức Thầy, chúng ta không sao nén được sự cảm xúc trong tâm hồn, cố gắng tu hành để đáp lại sự hy sinh cao quý này và gặt hái nhiều thành quả, mong đóng góp cho Đại hội Vô Vi Quốc tế kỳ thứ 31 chung vui hạnh ngộ năm 2012 tại Nam Cali. Đại diện cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Vô Vi Quốc tế kỳ thứ 30 Trí Tâm Tự Thức. Xin kính chúc quý bạn ra về thượng lộ bình an và hẹn gặp lại vào kỳ đại hội năm sau. Xin thành thật cảm ơn các bạn. Kính thưa quý bạn, DVD vừa qua chúng ta nhìn lại thầy, đó là do cái công của anh Dũng ở Boston. Anh đã dày công tìm kiếm và đã thực hiện, và anh sẽ bỏ vào website. Và nếu bạn đạo nào muốn coi lại thì có thể vô website đó mà coi. Tôi xin thành thật cảm ơn anh Dũng. Và sau đây chúng tôi xin được mời toàn thể ban tổ chức lên sân khấu để chào tạm biệt bạn đạo. Xin mời tất cả quý bạn đạo cùng đứng lên để làm lễ rước cờ.